để mị nói cho mà nghe. Ngày xưa có vua Ẩm Thực, sơn hào hải vị tận nơi. Ngày nay xuất hiện nữ hoàng gọi là nữ hoàng tinh bột. Thiên hạ đều có thú vui, bầu cua rượu chè các thứ. Còn mị có thú vui riêng, ngao du thưởng ngoạn bốn phương. Ăn tôm, ăn cua, ăn cá, vì Ẩm Thực là điều sung sướng, tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Thấy mị đam mê Ẩm Thực, bạn bè đặt thêm tên mới, nữ hoàng ăn uống là đây, nữ hoàng ăn uống là tùy, nữ hoàng ăn uống chính là hồng dân. Hôm nay xin mời mọi người đến với vlog ăn cùng Hồng Vân. Hôm nay Vân review một cái món này, là cái món mà ăn tại sân khấu của mình. Mọi người hãy nhìn đi. Mọi người hãy nhìn, đây là sân khấu, một quang cảnh không thể tập như mọi người. Thì hôm nay là thầy trò cùng với bạn đứng ở trên ngày hai, dự là của tháng 6, cuối tuần tháng 6 là sẽ chiêu đãi ra mắt mọi người cái vở này. Thế là tự nhiên nghĩ đến nấu nhé, nói quá tôi mới nhớ thiệt ra là có một cái món tôm của cái gọi là bán ship tận nơi nha, của chảo ông Mập. Tôi nghe cái tên không là đúng mà là chảo ông Mập, cái thương hiệu chảo ông Mập đâu con. Đây chảo ông Mập mọi người, đây chảo ông Mập. Đây là cái món tôm càng xanh, tức là cái tôm càng xanh mà nó nhảy tanh tách tanh tách cho mọi người, nhảy phật 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 nha, vô đây thôi nha. Đây Tôm càng xanh sóc muối tiêu. Nhìn đây, trời đất ơi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình review cho nó mà nó nói sai thôi. Cái này là sao cái thằng người ta nắm từ hết trời. Nó nắm lại nửa ký là 6 con đúng không? Thì ở đây là 6 con, bạn này cho thêm 3 con để tổng cộng là 9 con đó mọi người. Chút xíu con sẽ ăn thử, con sẽ giới thiệu hết con đi ăn. Vừa là đang phun nước miếng cho mọi người. Đây là nước sốt, nước chấm. Xin mời chảo ông Mập. À, đây là thầy. Ôi, cái gì mọi người, đây là chảo ông Mập. Chảo ông Mập, mọi người biết chảo ông Mập là ai không? Là đạo diễn Xuân Trang, đạo diễn của sân khấu kịch Phú Nhuận. Từ Pháp tới giờ, anh này nó phải giỏi nha mọi người. Cái gì anh cũng biết làm hết trơn, nó giỏi này lần này. Nhân cái mùa Covid đó, tự nhiên anh lòi ra thêm một cái tài nữa là làm bếp. Đây mọi người, mọi người nhìn. Đây mọi người nhìn nha, một cái nước sốt nó cũng màu xanh xanh như người ta, nhưng mà khi mình nếm vô đây là cái nước sốt mà Vân chưa chấm bao giờ, là tại vì Vân gian hải sản rất là nhiều, nhưng mà đây là một cái nước sốt rất là ngọt, hơi thơm mùi chanh, nó hơi béo béo này, mà cái đặc biệt của nó là cái vị của sashimi là vẫn wasabi, cái vị của wasabi vẫn là cái mùi đậm.
đó, cái đó mới là cái hay. Rồi như vậy có nghĩa là với 260.000 tại 2015 chắc chắn là 2015 nếu như mà có đủ không cho thêm 3 con thì mình có 2.000 thì đi tôm nó tăng được 1 con đó. Đây là cái đó, còn đây đây là tại sao lại là lao ra cái muối một ký như vậy là 520 hả con, cái này hết thương này không? Dạ, bằng giá của 520. Trời ơi, thật sự nói mọi người như cái nhân đơn sử cái định mơ sử dụng không chính không chính mặt không chính 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 không chính. Cô nhớ không nhầm còn cái món là cái xôi vậy, đúng không? Tôm này sốt, la ba này ở dưới là xôi trắng. Xôi nếp cá rồi nhỉ? Xôi nếp cá kia. Đâu rồi, nếp cá kia. Xôi nếp mặn mà. Nếp mặn là sao là cái này nó tròn. Nó tròn, nó tăng nó rất là ăn rất là lợi dụng. Nó không dễ dàng, nó 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 dễ dàng. Bây giờ mình sẽ thích, anh sẽ cô mở ra nha, có sao được xúc mồ hôi vậy? Em có bao tay cho nó quá hồ trời. Đó, tất cả mọi người ngày hôm nay á là xin hấu xít lên. Đây, 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 đây. Đây, cái đẹp của vợ là một câu chuyện như quý vị ăn ảnh trong màn hai là một tác phẩm của vợ đàn. Thế giáo thông công của ảnh trong màn một thì ngày hôm nay chúng tôi là tập ảnh ảnh trong màn hai. Mở mặt, nắm mặt là mất ngủ, mất ngủ. Đây, đây mặt mình nha. Đây. Thực sự á, cái nó thấm vô cái vỏ này rất là ngon. Tiêu Phúc ăn con, nó không mặn lắm nha. Tiêu nó the the cay, rất là ngon. Trứng này mà con chấm vô đây nha. Không phải muối tiêu không đâu, nó còn có một số nguyên liệu trong đó nữa. À vậy hả, con bí mật đi con, đừng nói ra. Ok, con chỉ cho con tôm. Gạch nè mọi người ơi, gạch nè mọi người. Đó, cái nghe đó. Bút sát cô á, gạch nè. Trời ơi, ngon quá. Ngon quá. Không sao hết. Nói chung là có những cái mà thực sự cho vào hình luôn đi, cho nó lên sánh luôn đi. Cái người đàn ông này nó hậu đậu kinh khủng luôn á. Chán trường thiệt á. Ăn có một cái con tôm mà nhiều gạch thôi mà nó rung rẩy như vậy đó. Nói chung cũng là ngon quá đó mọi người. Nó ngon quá mà nó không giữ được bình tĩnh luôn mọi người. Không, thực sự rất ngon. Ăn hết cái đầu luôn. Uổng á. Này có nước chấm nhiều lắm mọi người ơi, chấm trong này nè. Ngon lắm mọi người, cái nước chấm này lạ lùng nè. Nước chấm rất ngon nha mọi người. Cái chấm này nè. Ô, này đẹp cho em đi. Ngoài cái nước chấm ra rồi. Được, em dắt con bên. Vân phải lấy một con để chừa cho Biến Ngô. Biến Ngô còn đang đi học chưa về. Siêu lấy nè. Mọi người nhìn nha. Con tôm siêu to khổng lồ. Con ngặn xanh đang nhảy nó rất là tươi ở cái chỗ khi mà trời ơi con nha nó ăn cái đầu mình lột cái đầu mình thấy nó có cái độ dai của nó thì chứng tỏ là nó một con tôm rất là tươi. Đúng. Và rất là thích ăn tôm này, đây là lần thứ 20 Trần ăn thích ở cái chỗ là tôm rất là nhiều gạch ở trong nè. Bỏ ra rất là thích, thấy nó màu cam luôn á, ăn rất là béo luôn, tại vì hầu như những con tôm lớn mà cái đầu lớn mình không ăn được ở trong, mình thấy tiếc á. Nhưng mà con tôm của chảo ông mập, chảo ông mập này là ăn hết nè, ăn hết luôn, giống u mới nhai hết rồi đó, tôm lột vậy đó, kiểu vậy gặp ngưỡng ngon. Đây mọi người ơi, nó dai nè, nó dai nè, rất là béo luôn. Rồi nó đỏ nè, trời ơi nè, con chấm nè, con ăn thử nè. Chấm chưa con tới không? Thì ăn đi mọi người, rất là dai luôn.
rất là ngon luôn. Ở cái nước chấm này cực kỳ đặc sắc luôn. Các nghe nó ăn là trời ơi. Cho thầy trò ăn uống xong xuôi rồi là thầy trò phải lên tập ám ảnh kinh hoàng để phục vụ mọi người. Một lần nữa nha, Vân nói những cái gì mà Vân nói nãy giờ là hoàn toàn chính xác. Tôm cực ngon và giá thành cực kỳ hợp lý mọi người, đặc biệt là cái nước sốt này chưa thấy ở đâu có luôn nha mọi người. Mọi người hãy điện thoại cho Chảo Ông Mập sẽ có mặt 30 giây có mặt liền để giao tới tận nơi cho mọi người. 30 giây có mặt liền. 30 giây không kịp. 30 giây là đặt hàng. Ô ơi, 30 giây là đặt hàng. Đó là cái slogan. Slogan là Chảo Ông Mập là sao? 30 giây có mặt liền. Chào mọi người nha. Cảm ơn. Cảm ơn và tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye.